Ngày hôm qua chúng ta vừa bổ sung cái phân trùn quế vào gốc đây. Thì hôm nay là cái cây này nó trông nó có vẻ phấn khởi hơn, đúng không? Ta bổ sung phân trùn quế mới. Đúng không nào? Đấy. Chúng ta vẫn thấy kiến miệt mài là bắt bọ phấn trắng nhá. Thôi rồi, chúng ta sẽ chỉ can thiệp vào những cái chỗ mà bọ phấn trắng nó phía dưới đáy thôi. Đấy, chúng ta không không giết lũ kiến này, chúng ta chỉ thổi nó đi thôi. Đấy. Thì cái lá của nó, cái đường kính này nó giống, nó hơi giống cái lá nho nhé. Đấy, đường kính nó có thể lên đến khoảng độ 13, 12 đến 13 cm này, như cái lá này. Thì ban đầu khi mà những cái lá nhỏ ấy, nó bắt đầu nó nở ra ấy, nó mọc ra ấy, thì là chúng ta thấy là nó xoăn, nhưng mà đến khi mà nó lớn lên được khoảng vài ngày sau thì nó sẽ thành như này. Đấy. Nó không hết xoăn nữa mà nó giãn ra. Đấy, nó giãn ra, nó nở ra. Đấy. Có những cái lá thì bị bọ phấn trắng nó ăn phía trong, phía sau thì nó không nở ra được nữa, nó bị mất chất ở đây, thiếu chất ở đây và giảm khả năng phát triển, cho nên nó quằn lại như này. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng bọ phấn trắng rất là gây hại, đúng không? May mà có những con kiến đen nó giúp chúng ta là bắt bọ phấn trắng. Đấy, thì có hai cái biểu hiện của cái việc là nó là bị bọ phấn trắng. Một là bị cơm nắng này, cái lá xoăn này, nguyên nhân là do thứ nhất là cơm nắng, thứ hai nữa là do bị bọ phấn trắng tấn công và hút chất đi, hút các cái chất của nó đi, nó khiến cho nó không phát triển được, nó bị quằn. Thì chúng ta cần phải, đúng không? Nhất thiết cần phải là thứ nhất là gì, trồng giãn nó ra một chút, đúng không? Hoặc là tách nhỉ. Hoặc là thứ hai nữa là chọn giống tốt. Cái thứ ba nữa là chúng ta tiêu diệt bọ phấn trắng bằng cách bắt bằng tay trước khi mà nó kịp hút những chất của cái cây này, đúng không nào?